Chào quý vị và các bạn đến với kênh Ánh Dương TV. Bản tin quân sự mới nhất, Delta Force, lực lượng đặc nhiệm khét tiếng nhất hành tinh. Delta Force là một lực lượng đặc nhiệm bên trong đặc nhiệm rất tinh nhuệ của Mỹ. Đây được coi là lực lượng đặc nhiệm khét tiếng nhất thế giới hiện nay. Mới đây, đội đặc nhiệm này đã thực hiện cuộc đột kích diệt thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi. Quân đội Mỹ vào hôm 26 tháng 10 tiến hành chiến dịch tối mật nhằm vào một khu nhà ở làng Barissa thuộc tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria, nơi thủ lĩnh tối cao nhà nước Hồi giáo IS Abu Bakr al-Baghdadi trú ngụ cùng gia đình. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch tiêu diệt al-Baghdadi sử dụng lực lượng đông đảo từ hải quân, thủy quân, lục chiến và không quân. Tuy nhiên, lính đặc nhiệm của lực lượng Delta chính là mũi nhọn xung kích, phá tường xông vào khu nhà ẩn náu của thủ lĩnh IS và nổ súng ngay sau đó. Ông Trump cho hay, đặc nhiệm Mỹ nhanh chóng áp chế mọi hỏa lực kháng cự và truy đuổi al-Baghdadi vào một đường hầm. Bị dồn vào đường cùng, al-Baghdadi kích nổ đai bom tự sát. Một quan chức giấu tên của quân đội Mỹ cho biết, cuộc tập kích vào khu nhà của al-Baghdadi được tiến hành bởi đơn vị Delta thuộc Bộ Tư lệnh Đặc nhiệm Liên quân Mỹ JSOC. Lực lượng này đang duy trì đơn vị với quân số 200 người tại Erbil, thủ phủ của lãnh thổ tự trị người Kurd tại Iraq, với nhiệm vụ chính là xác định và tiêu diệt các thủ lĩnh IS tại Trung Đông. Delta là lực lượng tinh nhuệ và bí mật nhất của lục quân Mỹ, được đại tá Charlie Beckwith thành lập năm 1977 theo mô hình của đặc nhiệm đổ bộ đường không SAS của Anh. Delta có tên đầy đủ là Biệt đội Tác chiến đặc biệt số 1 Delta, đóng quân tại căn cứ Bragg ở Bắc Carolina và nằm dưới quyền điều hành của JSOC. Có thể nói về cái tên Delta là viết tắt của D, Defend, phòng thủ, bảo vệ đồng đội của bạn, yểm trợ cho họ khi đội của bạn đang tiến về phía trước. E, Engage, đón đầu kẻ thù và gây cho chúng sự bất ngờ. L, Liberate, phóng thích, bảo vệ tính mạng những con tin và giải phóng những người này khỏi các nhóm khủng bố bắt cóc. T, Tactics, chiến thuật, ám chỉ những chiến thuật tài tình đỉnh cao mà lực lượng này sẽ áp dụng trong khi thực hiện nhiệm vụ. A, Action, hành động, luôn luôn hành động mọi lúc, mọi nơi một khi có yêu cầu. Người ta không gọi họ là lính, nhưng họ lại tuân thủ nghiêm ngặt những quy định truyền thống của đời sống quân binh. Họ mặc thường phục, họ làm việc bất kỳ khi nào quân đội, FBI và CIA cần đến. Mark Borden, tác giả cuốn sách Black Hawk Down, người đã từng phỏng vấn một vài thành viên Delta Force cho biết. Các thành viên Delta có sự khác biệt lớn về nền tảng đào tạo do xuất thân từ nhiều đơn vị khác nhau trong các quân binh chủng của Mỹ, thậm chí có cả cựu đặc nhiệm hải quân SEAL. Dù vậy, đa phần thành viên Delta đều đến từ Trung đoàn Biệt kích số 75 lục quân Mỹ. Mọi lính Delta đều được đối xử bình đẳng, bất kể đơn vị họ từng phục vụ. Craig Sayer, cựu đặc nhiệm từng phục vụ trong cả lực lượng SEAL và Delta khẳng định. Hai năm một lần, Delta tổ chức khóa tuyển chọn thành viên kéo dài một tháng ở dãy núi Appalachian với sự tham gia của hàng trăm ứng viên đến từ lực lượng đặc nhiệm và các quân binh chủng khác nhau. Dù các ứng viên cho lực lượng Delta từng trải qua nhiều khóa huấn luyện khắc nghiệt, tỷ lệ trượt vẫn trên mức 90%, các ứng viên hoàn thành khóa tuyển chọn vẫn có thể bị loại nếu không được hội đồng giám khảo chấp thuận. Sau khi vượt qua vòng loại, ứng viên phải tham gia khóa huấn luyện đặc nhiệm OTC kéo dài 6 tháng. Trong đó, 30-40% binh sĩ tiếp tục bị loại vì không thể theo kịp quá trình huấn luyện căng thẳng, các khóa đào tạo khắc nghiệt và tỷ lệ trượt cao, đảm bảo chỉ những binh sĩ tinh nhuệ nhất mới được gia nhập Delta. Delta từng được triển khai trong nhiều chiến dịch bí mật tại các địa điểm khắp thế giới, trong đó có Afghanistan, Iraq, Syria, Somalia và Libya. Lực lượng này ít được chú ý hơn SEAL Team 6 của Hải quân, đơn vị từng đột kích khu nhà ở Pakistan để tiêu diệt chùm khủng bố Osama Bin Laden hồi tháng 5 năm 2011. Lầu Năm Góc thậm chí rất ít khi thừa nhận sự tồn tại của Delta. Lực lượng Delta hợp tác chặt chẽ với cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA nhằm xây dựng dữ liệu tình báo về nơi ẩn náu của các thủ lĩnh IS. Thông tin từ CIA có vai trò then chốt với cuộc truy tìm al-Baghdadi.
nhóm binh sĩ Delta đột kích khu nhà của al-Baghdadi nằm trong lực lượng tiến công viễn chinh ETF, đơn vị luôn sẵn sàng xuất kích khi có tin tình báo đáng tin cậy về nơi ẩn náu của một chỉ huy IS. Khi ETF có đủ thông tin để mở chiến dịch, binh sĩ Delta sẽ di chuyển trên trực thăng MH-60 Black Hawk của Trung đoàn đặc nhiệm đường không số 160 đến khu vực mục tiêu. Các trực thăng được trang bị hệ thống giảm tiếng ồn từ cánh quạt và thường bay rất thấp để hạn chế nguy cơ bị phát hiện từ xa. Delta tham gia nhiều chiến dịch tại Syria kể từ khi IS vươn tầm ảnh hưởng tới quốc gia này vào hồi năm 2015. Các binh sĩ từng thực hiện chiến dịch bắt Abu Sayyaf, kẻ quản lý các mỏ dầu bị IS chiếm ở miền đông Syria. Sayyaf bị tiêu diệt sau cuộc đấu súng dữ dội, nhưng ETF bắt sống vợ hắn và thu được nhiều tin tình báo quan trọng sau quá trình thẩm vấn. Không phải nhiệm vụ nào của Delta cũng thành công, đơn vị này từng hứng chịu nhiều thất bại, gần đây nhất là cuộc giải cứu hụt hai con tin Mỹ trong tay IS ở Syria, bao gồm nhà báo James Foley và nhân viên cứu trợ Kaylam Riley hồi năm 2014. Cuộc đột kích thất bại khiến cả hai con tin và một số người khác bị IS sát hại. Những kẻ thực hiện hành quyết dường như là nhóm khủng bố gốc Anh mang biệt danh Beatles. Hai tên trong số đó gần đây được bàn giao cho Mỹ từ một nhà tù do các lực lượng dân chủ Syria SDF quản lý. Các binh sĩ Delta cũng tham gia vụ bắt người ở thủ đô Tripoli của Libya hồi năm 2014. Mục tiêu là Abu Ahmed Khattala, kẻ bị nghi tiến hành vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi trước đó 2 năm, khiến đại sứ và 3 công dân Mỹ thiệt mạng. Tháng 4 năm 2006, đặc nhiệm Delta và không quân Mỹ phối hợp tiêu diệt Abu Musab al-Zarqawi, thủ lĩnh Al-Qaeda tại Iraq và cũng được coi là kẻ tiền nhiệm của al-Baghdadi trước khi y biến tổ chức này thành IS. Trong cuộc đột kích tiêu diệt al-Baghdadi vừa qua, thiệt hại duy nhất của lực lượng Delta Mỹ là một chú chó nghiệp vụ K9. Tổng thống Donald Trump cho hay chó nghiệp vụ này đã lao xuống đường hầm để truy đuổi trùm khủng bố, nhưng hiện chưa rõ con chó bị thương ở mức độ nào. Bản tin của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.